Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 39, đếm số lượng số hoàn thiện của cái mạng A. Đấy. Thì đầu tiên để làm được cái bài tập này thì chúng ta cần phải hiểu số hoàn thiện là số như thế nào. Đấy. Thì ở đây thì theo lý thuyết thì cái số hoàn thiện là cái số mà có tổng các tất cả các ước của nó bằng thì bằng chính nó. Đấy. Tức là gì? Ví dụ ở đây mình đưa ra một cái số hoàn thiện là số 6. Đúng không? Nó có các ước là 1, 2, 3 đúng không ạ? Đấy, đó là tất cả các ước của nó đúng không ạ? Thì cái tổng này, mình tính tổng này, 1 này, cộng 2 này, cộng 3 này, bằng 6 đúng không ạ? Đấy, cái số 6, nó chính bằng cái nó luôn đúng không ạ? Đấy, tức là tất cả các ước, tổng tất cả các ước của nó thì bằng chính nó. Thì suy ra cái số đó là cái số hoàn thiện. Đấy. Rồi, ở đây mình cho ví dụ một cái, ví dụ 2 đây, là một cái mạng 1 chiều. Các số nguyên gồm có 4 phần tử là trừ 1 này, 6 này, 10 này và 6 đúng không ạ? Đấy, thì suy ra trong cái mạng này đúng không ạ? Có hai cái số hoàn thiện đúng không? Thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán. Rồi. Thì đấy là cái minh họa cho cái bài toán này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đi vào dạy chi tiết. Thì đầu tiên thì mình cũng cần khai báo cái thư viện này. Cách nhập cái hàm nhập mạng này, viết hàm nhập mạng này và viết hàm xuất mạng đúng không ạ? Thì những cái hàm này thì mình cũng đã nói rất rõ ở những cái bài trước rồi đúng không ạ? Và khi các bạn làm bài, bất cứ bài tập nào liên quan đến mạng thì các bạn cũng phải nắm được cái hàm nhập mạng và xuất mạng. Đây là một cái yêu cầu tối thiểu mà mọi người chúng ta cần có. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói qua chút về cái hàm trong cái thư viện đấy. Mình sử dụng cái thư viện Etudio này, Conio, Mat và định nghĩa một cái Mat có độ lớn là 100. Rồi sau đó sẽ là một cái hàm nhập mạng. Với hàm nhập mạng này thì mình sẽ nhập cái số phần tử này, sau đó sẽ kiểm tra phần tử này. Kiểm tra cái số phần tử đó có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý thì sẽ quay lại cái bước nhập phần tử này bằng cái câu lệnh go to này. Đấy, và nếu như nó đã hợp lý thì sẽ đi xuống cái vòng lặp for này. Trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ dùng cái câu lệnh print và scan để có thể nhập được lần lượt các cái giá trị của mạng. Rồi sau đó sẽ đến cái hàm xuất mạng. Và trong hàm xuất mạng này thì mình sẽ làm gì? Đấy. Đúng như yêu cầu của nó là tên gọi của nó là xuất mạng đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for, và trong cái vòng lặp for này mình sử dụng cái câu lệnh print dùng để sẽ in tất cả những cái giá trị của mạng đó ra. Rồi, sau khi đã nhập và xuất rồi, đã khai báo thư viện rồi, chúng ta sẽ đi vào cái hàm dùng để kiểm tra xem nó cái giá trị của cái mạng đó có phải là cái số hoàn thiện hay không đó. Đầu tiên muốn đếm được cái số đó, đếm được số lượng số hoàn thiện của mạng thì ta cần phải tìm xem cái mạng đó có bao nhiêu, có cái số hoàn thiện hay không. Đấy. Sau khi đã có kiểm tra được đó nó là cái số hoàn thiện rồi thì mình mới đi vào cái bước đếm. Đấy, đếm số lượng ấy. Rồi thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái hàm gọi là kiểm tra hoàn thiện. Thì ở đây cái mục đích của mình là mình sẽ kiểm tra xem cái số, một cái phần tử của mạng ấy, của một cái số đấy, nó có phải là số hoàn thiện hay không. Đấy, nếu như nó là số hoàn thiện mình sẽ trả về là 1, còn nếu như nó không phải là số hoàn thiện thì mình sẽ trả về 0. Đấy. Ở đây mình sẽ khai báo một cái hàm gọi là kiểm tra hoàn thiện. Kiểm tra này. Hoàn thiện. Đúng không ạ? Ở đây sẽ là một cái biến B đi cũng được. Các bạn có thể đặt x đi không? Rồi mình sẽ đặt x. X ở đây sẽ là một cái số tự nhiên bất kỳ đấy, số nguyên bất kỳ. Rồi, một số hoàn thiện là một số mà có tổng tất cả các tổng các ước của nó là bằng chính nó đúng không ạ? Đấy, vì thế nên là mình cần phải khai báo một cái biến tổng này và khởi tạo giá trị ban đầu nhóm nó là bằng 0 đúng không ạ? Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for này đúng không ạ? Và trong vòng for này mình sẽ sử dụng một cái biến chạy y sẽ chạy từ 0, từ 1 cho đến cái giá trị x đó.
Ở đây chính là y bé hơn x và y cộng cộng. Trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ kiểm tra xem mình sẽ tìm, mục đích của nó sẽ là tìm các ước của cái số x đấy, tìm các ước của số x đấy bằng cách như nào. Thì một số mà chia cho một cái số khác khi mà này, bây giờ mình sẽ viết xong rồi mình sẽ giải thích sau. Nếu như cái số x này này nó mà chia dư cho y, chia lấy dư ấy mà bằng 0 đấy, thì mình sẽ làm công việc sau. Mình sẽ gán cái biến tổng lúc này này, nó sẽ bằng tổng cộng y đấy. Cứ mỗi lần tìm được ra cái y này này, khi mà cái x nó chia cho y mà nó chia cho y đấy, tức là cái này x phần 5y bằng bằng 0, tức là khi mà đây là cái phép chia lấy dư, khi mà x chia cho y này mà dư 0 đúng không ạ, thì tức là x nó sẽ chia cho y đúng không ạ. Đấy, thì cái tổng và y lúc này thì sẽ là ước của x, và tổng lúc này chính bằng cái tổng ban đầu này cộng với cái giá trị ước là y này. Đấy rồi, còn với cái trường hợp mà x không chia cho y, trường hợp mà x không chia cho y thì nó sẽ không lấy cái giá trị y đấy, nó chỉ lấy cái trường hợp mà y là ước của x thôi đấy. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm một cấu là if đấy. Nếu như mà cái giá trị tổng này này nó mà bằng cái x đúng không ạ, thì mình sẽ trả về cái kết quả là 1 đúng không ạ. Đấy, còn nếu như không thì mình sẽ trả về kết quả là 0. Đấy, ở đây tức là gì, nếu như mà cái tổng này, cái tổng mình vừa tính ở trên này này, nó mà bằng cái giá trị x ban đầu này mình nhập vào này, thì nó sẽ trả về cái kết quả là 1, return về 1. Đấy, và nếu như cái tổng này nó khác cái x này thì sẽ trả về kết quả là 0. Đấy, như vậy là mình đã tìm được cách để kiểm tra cái một số có phải là số hoàn thiện hay không. Đấy, rồi tiếp theo là mình sẽ đến cái hàm này, đếm số hoàn thiện đúng không ạ. Đây mình sẽ dùng cái hàm đếm, thì kết quả đã về của nó sẽ là một cái kiểu nguyên đúng không ạ, thế là mình dùng kiểu integer. Ở đây sẽ là cái hàm đếm này, đếm hoàn thiện. Đấy, mình ghi như vậy. Rồi, trong cái đếm hoàn thiện này thì mình sẽ sử dụng cái như thế nào? Đầu tiên mình cũng phải có cái A này. Đấy, và sau đó là cái N này. Và trong cái đếm hoàn thiện này thì mình làm gì? Đầu tiên mình sẽ cần phải khai báo một cái biến đếm đúng không ạ? Và khởi tạo giá đầu, trị ban đầu cho nó là bằng 0 đúng không? Rồi, và sau đó thì phải làm gì? Sau đó mình sẽ dùng một cái vòng lặp for để đi hết tất cả các cái giá trị của cái mạng A này. Đấy, với cái biến chạy là y này, và đây sẽ là y bé này n, và tất nhiên là y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Đấy, mình sẽ làm như sau. Mình sẽ lấy cái hàm kiểm tra đếm này này, xin lỗi các bạn, là lấy cái hàm kiểm tra hoàn thiện này để kiểm tra lần lượt các cái giá trị của cái biến A này, của cái mạng A này. Đấy, xem thử nó có phải là số hoàn thiện hay không. Và nếu như nó là số hoàn thiện, mình sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy, đây sẽ mình sẽ sử dụng một câu lệnh if. Nếu như mà này, kiểm tra hoàn thiện này của cái giá trị là AI, cái giá trị AI xin lỗi đây, AI, nếu như kết quả kiểm tra hoàn thiện của cái giá trị AI mà bằng 1 đúng không ạ, thì lúc đó ta phải làm gì? Đấy, tức là cái giá, khi mà cái kiểm tra hoàn thiện này của cái giá trị AI này mà trả về 1, tức là nó là số hoàn thiện đúng không ạ,
thì lúc đó mình sẽ tăng cái bếp đếm lên một đơn vị. Đây. Và sau khi đã tăng cái bếp đếm lên một đơn vị rồi á, thì mình sẽ trả về kết quả. Đấy, return là đếm đúng không ạ? Trả về giá trị là của bên đếm đúng không ạ? Rồi, ok. Như vậy là mình đã viết xong cái hàm đếm cái số lượng cái số hoàn thiện ở trong cái mạng A đấy. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên mình cũng cần phải khai báo cái N này. Sau đó là cái A này. Sau khi đã khai báo N và A rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ nhập mạng này. Đúng không ạ? Gọi cái hàm nhập mạng là và cũng như là cái hàm xuất mạng này. Rồi, sau khi đã nhập mạng và xuất mạng rồi á thì làm sao? Đấy. Thì mình sẽ phải khai báo một cái biến kết quả. Đấy. Và cái hàm biến kết quả này thì có giá trị bằng cái giá trị trả về của cái hàm đếm hoàn thiện này. Đấy. Các bạn viết y nguyên ạ. Tên hàm của nó. Rồi ok. Đây sẽ là A và N. Đấy, sau khi đã có kết quả rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ in ra. In ra cái kết quả đó. Đấy. Đây sẽ là số lượng số hoàn thiện của mạng là đúng không ạ? Ở đây mình sẽ đặt là phần đám D đúng không ạ? Và đây là kết quả. Và đây sẽ là chấm phẩy và số không. À, sử dụng cái câu lệnh get để chúng ta dừng màn hình lại. Và return. Ok. À, như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái bài tập này. Mình sẽ cùng chạy để cùng kiểm tra. Đấy, như vậy là chương trình báo không báo lỗi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập cái số phần tử cho cái mạng A. Mình sẽ nhập là 4, 1. Mình sẽ nhập là 6. 6, như lúc này là chúng ta kiểm tra là 6 là cái số hoàn thiện đúng không ạ? Đấy. Như vậy thì nó đã in ra cái mạng A là gồm có các phần tử là 1, âm 2, 6, 6, đúng không ạ? Vậy thì nó đã in ra cái dòng là số lượng, số hoàn thiện của cái mạng là 2, đúng không ạ? Đấy, như vậy nó hoàn toàn đúng không ạ? Thì trên đây là cái bài tập dùng để đếm cái số lượng, số hoàn thiện của cái mạng A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.